Thưa quý vị, thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường công tác quản lý khai thác cát trong lòng hồ dự tiến Tây Ninh, thực hiện đúng và đủ thủ tục hành chính về cấp giấy phép thăm dò khoáng sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định pháp luật, chú trọng công tác thăm dò, đánh giá trữ lượng, tác động môi trường trước khi cấp phép, quyết định thời hạn khai thác, trữ lượng, số lượng tàu đăng ký phù hợp hiệu quả. Đến nay, trong hội vụ tiến, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã cấp 16 giấy phép khai thác khoáng sản cát xây dựng cho 14 đơn vị. Qua rà soát, tất cả các giấy phép khai thác khoáng sản cát xây dựng thực hiện đúng trình tự thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản theo Điều 53, Điều 54, Điều 59 của Luật Khoáng sản năm 2010. Cụ thể là từ năm 2016 đến nay, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có hai lần kiểm tra việc chấp hành pháp luật khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Qua kết quả kiểm tra, các giấy phép khai thác được cấp cơ bản đầy đủ hồ sơ và căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường có tờ trình số 5490 ngày 28 tháng 9 năm 2018 về việc điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác cát trên hồ Dụ Tiến, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định, điều chỉnh 8 giấy phép khai thác khoáng sản khác chưa được cấp giấy phép hoạt động trong công trình thủy lợi đối với bốn giấy phép khai thác khoáng sản cát trong hồ dụ tiến đã được cấp phép hoạt động trong phạm vi công trình thủy lợi Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản để xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc vận dụng quyết định số 166 quy TTG, ngày 7 tháng 2 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và nghị định số 67 2018 cp ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ để điều chỉnh thời gian khai thác của 4 giấy phép khai thác khoáng sản cát trong hồ dụ tiếng.